Bố ơi, đọc sách. Quyển sách bố đọc hôm nay có tựa đề Run bần bật đi tìm sự thật. Cá sấu con Duba luôn cảm thấy có một con yêu quái đang đi theo mình. Duba đi vào rừng chơi, đi mãi, đi mãi. Cậu dường như nghe thấy âm thanh ở phía sau. Tim của Duba đập thình thịch, thình thịch. Duba quay phắt đầu lại thì nhìn thấy đúng là ở phía sau mình có một hàng dấu chân in trên nền đất. Duba sợ quá, co cẳng chạy. Cậu chỉ biết duỗi người lao về phía trước, nên đầu đụng ngay phải sói con. Sói con, cậu có nhìn thấy yêu quái không? Nó ở ngay phía sau tới. Duba tóm chặt lấy sói con, không dám ngoảnh đầu lại và nói: Cậu có nhìn thấy trên nền đất có hàng dấu chân của yêu quái không? Sói con nhìn dấu chân trên nền đất, cười ngoác miệng và nói: Duba ơi, chẳng lẽ ngay cả dấu chân của bản thân mình mà cậu cũng không nhận ra ư? Duba tạm biệt sói con, đi gặp sóc chuột để uống trà chiều. Đi trên đường, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Duba hít ngửi xung quanh, có mùi gì đó rất thơm và lại rất gần chỗ cậu. Duba cảnh giác, nhìn ngó xung quanh, rồi chạy như bay đến nhà sóc chuột. Duba nhìn thấy sóc chuột đang đứng ở cửa đợi mình, thì vội vàng trốn sau lưng bạn. Sóc chuột ơi, cậu có nhìn thấy yêu quái không? Nó ở rất gần tớ thôi. Không tin, cậu thử ngửi mùi đi. Đó là mùi hương của yêu quái đó. Sóc chuột chỉ vào Duba và nói: Rõ ràng đó là mùi phấn hoa dính ở trên người cậu thôi mà. Có lẽ cậu vừa đi ngang qua vườn hoa nên phấn hoa dính lên người cậu đấy. Duba lại đến nhà nhím con chơi. Cậu ăn quả mọng nước mà nhím con mời. Bỗng thấy ở trên tường có thứ gì đó đang động đậy. Duba sợ đến nỗi tim như muốn vọt lên tận cổ. Cậu đưa mắt nhìn lên tường. Đúng là có thứ gì đó màu đen đang ngồi ở đó, giống như đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy. Duba há to miệng, nuốt vội một đống quả mọng nước, suýt chút nữa thì bị nghẹn. Duba nhìn sang nhím con, thấy nhím con không phát hiện ra điều gì, vẫn ngồi ăn ngon lành. Nhím con ơi, cậu có nhìn thấy yêu quái không? Nó ở kia kìa. Duba chỉ vào bức tường. Có phải đó là con yêu quái không? Nhím con nhìn bức tường rồi nói: Duba ơi, đó là cái bóng của cậu mà. Tối hôm đó, lúc Duba chuẩn bị đi ngủ, thì sói con, sóc chuột và cả nhím con gõ cửa. Cậu có nhìn thấy yêu quái không? Các bạn lo lắng, sợ hãi, trốn vào phòng của Duba. Nó đang ở bên ngoài nhà đó. Duba ra mở cửa. Bên ngoài chẳng có gì ngoài bóng tối bao trùm xung quanh. Đúng là cứ tự mình dọa mình. Bộ sách Cá Sấu Con Không Xấu, tác giả Mẹ Cát Khả, xuất bản Nhà xuất bản Thanh Niên, biên tập và lồng tiếng sách nói Minh Huy.
Bye.